À, chúng ta vừa nhắc tới là kỷ niệm 72 năm Cộng sản cướp chính quyền ở Việt Nam, đó là gọi họ gọi là cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8, và đã cướp chính quyền từ tay một chính phủ của do Hoàng đế Bảo Đại Thân Phong, chính phủ Trần Đăng Kiểm, và họ thành chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Về cái sự kiện này thì luật sư Lê Công Định có điều gì nhận xét ạ? Liên quan đến vấn đề chính phủ Trần Trọng Kim thì tôi nghĩ rằng là đó vẫn là chính phủ dân chủ đầu tiên của Việt Nam, và sau khi Việt Nam thu hồi nền độc lập từ chế độ quân phiệt Nhật. Chúng ta biết rằng là vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì quân đội Nhật đổ bộ vào và làm cuộc đảo chính, đẩy người Pháp ra khỏi Đông Dương, bắt giam tất cả những viên chức trong chính quyền cũng như quân đội Pháp lúc đó, và ngay lập tức họ trao lại quyền này cho vua Bảo Đại. Thì lúc đó thì vua Bảo Đại được trao lại quyền độc lập, và vài ngày sau ông đã tuyên bố là Việt Nam độc lập, và ông tuyên bố hủy luôn cả cái hòa ước Paternotte ký với Pháp vào năm 1884, nhất nếu tôi không lầm. Thì sau đó ngay lập tức ông tìm cách mời các nhân sĩ trí thức đến để mà giao trọng trách lập nên chính phủ mới. Thì có nhiều người ông cũng đã xem qua và quyết định chọn cụ Lệ Thần Trần Trọng Kim, và sau đó cụ cũng đồng ý đứng ra lập chính phủ mới. Mà chính phủ này chúng ta biết rằng là toàn là những nhân sĩ trí thức có tên tuổi và có lòng đối với đất nước vào thời điểm đó. Và đây là một chính phủ không phải giống như sau này là chính sách tuyên truyền của chế độ hiện nay gọi là chính phủ bù nhìn thân Nhật. Tôi nghĩ rằng là đây vẫn là một cái chính phủ độc lập, tuy rằng là cái việc thu hồi độc lập đến từ người Nhật, nhưng không có nghĩa rằng là chính phủ Trần Trọng Kim là một chính phủ thân Nhật. Và tôi có đọc rất là nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động ngắn ngủi của chính phủ đó trước khi nó bị giải tán bởi cái cuộc đảo chính ngày 19 tháng 8, trong đó phe Việt Minh đứng lên cướp chính quyền. Thì cái thời gian ngắn ngủi đó, chính phủ này đã làm nên rất là nhiều việc, trong đó có cái việc thương lượng một cách độc lập với phía Nhật để giành những cái quyền cai quản những nơi mà quân đội Nhật đang chiếm đóng ở Việt Nam lúc đó. Vâng, ngay chính phủ đầu tiên, một chính phủ độc lập và dân chủ đầu tiên của Việt Nam, mà họ trong vòng có một thời gian rất ngắn ngủi họ đã làm được những việc ích nước lợi dân, không lệ thuộc ai. Thế rồi thì một cuộc kháng chiến đã bùng nổ, được gọi là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi đã đi đến một cái hiệp định Genève năm 54, chia cắt Việt Nam và vĩ tuyến 17, thành lập ra hai nhà nước, một nhà nước ở miền Bắc gọi là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và đến trong 55 thì tại miền Nam thành lập ra nhà nước Việt Nam Cộng Hòa trong năm 55. Ông bình luận gì với tính chính danh của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam lúc đó ạ? Chúng ta phải lùi lại lịch sử một chút là như thế này. Khi Việt Minh đảo chính và thành lập chính phủ mới, và sau đó họ soạn ra một cái bản hiến pháp dân chủ vào năm 1946, có nhiều đảng phái chính trị cùng tham gia. Tuy nhiên bản hiến pháp này chưa được thực thi thì đã xảy ra sự cố rất nghiêm trọng, đó là quân Pháp đổ bộ trở lại và muốn giành lại thuộc địa, và do đó cả nước đi vào cuộc toàn quốc kháng chiến. Thì do trong thời chiến tranh cho nên là bản hiến pháp dân chủ như vậy không thể thực hiện được, cho nên rằng là sau đó thì
người Pháp tìm mọi cách để vãn hồi hòa bình bằng cách là họ thương lượng với lại vua Bảo Đại lúc ra thoái vị rồi và đang ở Hồng Kông, thì họ tìm mọi cách gặp vua Bảo Đại và đưa ngài trở lại Pháp, rồi thương lượng để đưa ngài trở về Việt Nam thành lập một cái chính phủ mới ở phía Nam. Và chúng ta biết rằng là do cái hiệp ước vào năm 1949 ký ở trên Vịnh Hạ Long thì vua Bảo Đại đã trở lại chính trường và trở thành quốc trưởng Bảo Đại vào năm 1949, và ông đã về miền Nam và thành lập nên một chính phủ và nhà nước mới, đó là quốc gia Việt Nam. Thì quốc gia Việt Nam này có cái sự liên tục từ năm 1949 sau khi thu hồi độc lập từ Pháp, và chính phủ này tồn tại cho đến năm 1955 sau Hiệp định Geneva. Sau đó thì mới có cuộc tổng tuyển cử do Thủ tướng Ngô Đình Diệm thực hiện và ông trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Thì đến năm 1900, vào cái thời điểm năm 1955 đó thì Việt Nam Cộng Hòa được thiết lập. Như vậy thì Việt Nam Cộng Hòa nó cũng có một cái sự kế thừa trực tiếp từ quốc gia Việt Nam, từ quốc trưởng Bảo Đại, kể từ cái hiệp ước năm 1949 như tôi nói khi nãy. Thì xét về phương diện pháp lý, hoàn toàn hợp pháp. Đấy là nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sau những cái cuộc đảo chính đi đính lại thì cuối cùng nó đã thành lập nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Và suốt trong một thời gian đó thì ở miền Bắc, nhà nước Cộng sản với âm bành trướng về phía Nam để lan truyền chủ nghĩa Cộng sản xuống phía Nam, đã tiến hành một cái cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, chủ động là gọi là giải phóng miền Nam, thực chất là một cuộc chiến tranh để mà xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Ông bình luận đi cái cuộc chiến tranh này. Tất nhiên là xét về phương diện chính trị thì các bên tham chiến đều có những cái luận điểm riêng của mình đối về phía bên kia và về chính mình. Chẳng hạn phía Bắc Việt thì luôn luôn xem Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Mỹ, là quân đội Việt Nam Cộng Hòa là quân đội đánh thuê của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Còn tất nhiên phía Việt Nam Cộng Hòa thì cũng phủ nhận sự tồn tại của nhà nước Bắc Việt vào thời điểm đó. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì hai miền cũng đã tồn tại như hai chính quyền khác biệt, và cái sự công nhận những chính quyền này với lãnh thổ dân cư và bộ máy tổ chức quản lý hành chính của nó như một quốc gia theo công pháp quốc tế hay không thì tùy vào những cái quốc gia có quan hệ ngoại giao với nó. Và tôi được biết là Việt Nam Cộng Hòa có cái số lượng quốc gia công nhận mình rất là cao vào trước năm 1975. Như vậy cả chính quyền miền Bắc lẫn chính quyền Việt Nam lúc đó đều tồn tại song song và có lãnh thổ dân cư và bộ máy tổ chức quản lý hành chính của mình phát triển, mặc dù trong thời chiến tranh nhưng cũng đủ để có khả năng quản lý vùng lãnh thổ và dân cư của mình. Và do đó theo quan điểm của tôi, xét về phương diện công pháp quốc tế, đó là hai quốc gia tồn tại song song và biệt lập, có một ranh giới rõ ràng ở vị tuyến 17. Việc ký Hiệp định Paris năm 1973 để công nhận sự tồn tại thực tiễn của cái trên lãnh thổ Việt Nam, những cái vùng miền Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam miền Nam Việt Nam là Việt Nam Cộng Hòa, và cũng một số vùng gọi là giải phóng, tức là của chính thể gọi là Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Nhưng mà tất cả những cái đó đều đã được định ước quốc tế năm 1913 công nhận cái sự tồn tại của nhà nước của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì cái việc mà Hiệp định Paris bị xé bỏ đấy, phải chăng đó là một bước tụt lùi nghiêm trọng về vấn đề trong cái việc công nhận những cái sự tồn tại của các cái thế định chế ở Việt Nam, cùng thời cũng là một sự phản bội hiệp ước của phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thưa ông? Sự công nhận quốc gia nó có thể thực hiện trên hai phương diện. Một
là de jure, tức là về phương diện pháp lý, hoặc là de facto, tức là về phương diện thực tế. Về phương diện pháp lý thì có thể có những cái công hàm trao đổi giữa hai nước công nhận lẫn nhau một cách công khai và chính thức. Còn trên phương diện thực tế, có thể là hai bên về mặt pháp lý vẫn không công nhận nhau, nhưng khi cùng ngồi vào bàn đàm phán và cùng ký vào một bản hiệp định, chẳng hạn năm 1973, khi mà Hiệp định Paris bốn bên ký, trong đó có phía Hoa Kỳ, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, phía Cộng Hòa miền Nam Việt Nam thân với Bắc Việt và phía Việt Nam Cộng Hòa, thì cả bốn bên cùng ký vào bản hiệp định đó. Đó là sự công nhận de facto của tất cả các nước cùng tham gia đối với cái bên ký đối phương. Thì như vậy, tôi thấy rằng là hiện giờ cũng có nhiều cuộc tranh cãi bảo rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và sau này là Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn không công nhận Việt Nam Cộng Hòa như là một quốc gia, như là một chính quyền đã hiện hữu. Thì tôi nghĩ chỉ riêng cái việc cùng ký vào bản hiệp định Paris thì đó, sự công nhận de facto đã diễn ra, và đối với công pháp quốc tế điều đó vẫn có thể chấp nhận được, chứ không phải chờ có sự công nhận về phương diện pháp lý, tức là công nhận chính thức về phương diện ngoại giao bằng sự trao đổi các cái công hàm công nhận. Thì như vậy, việc bốn bên cùng ký một bản hiệp định, và bản hiệp định đó quy định rất rõ những nguyên tắc để lập lại hòa bình ở toàn lãnh thổ Việt Nam vào thời điểm đó. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng là cuối cùng Việt Nam hai miền được thống nhất với nhau không phải trên cái nguyên tắc hòa bình như là bản hiệp định Paris đặt ra, mà lại được thống nhất bằng một cái sự xâm chiếm của quân đội Bắc Việt vào lãnh thổ miền Nam. Và tôi xin nói rõ, đây là một sự xâm lược rất là rõ ràng, chứ không phải là cuộc gọi là giải phóng thống nhất đất nước giống như cách tuyên truyền của chính quyền Bắc Việt và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Đúng là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, là một cuộc chiến tranh mà mang tính chất xâm lược hoàn toàn từ miền Bắc đến vào miền Nam. Cái đó hiện nay thì chính bản thân họ cũng đã thừa nhận họ đã mang quân từ miền Bắc vào miền Nam, chứ ngày xưa thì họ hoàn toàn chối cãi việc đó. Lịch sử 42 năm qua, từ sau khi thống nhất đất nước, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao giờ công nhận nhà nước Việt Nam Cộng hòa, và họ đó là một chính quyền gọi là ngụy quyền thân Mỹ, làm tay sai cho Mỹ, rồi là quân đội là ngụy quân, cũng là lính đánh thuê cho Mỹ. Nhưng mà gần đây thì trong cái bộ sách lịch sử do Viện Sử học Việt Nam mới công bố thì họ đã thay đổi cái cách gọi đối với lại chính thể Việt Nam Cộng hòa. Họ gọi là đó là nhà chính quyền Sài Gòn. Họ không gọi là ngụy quân nữa, mà họ gọi đây là quân đội Sài Gòn. Nhưng mà cái người tổng biên tập, tổng chủ biên của cái bộ sách đó, khi giải thích cái sự khác biệt của cái từ tên gọi đó, thì họ khẳng định rằng là tên gọi thì có khác biệt để tránh sự miệt thị, nhưng mà họ khẳng định rằng cái bản chất của cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa vẫn là một là chính quyền Sài Gòn, là một chính quyền tay sai cho Mỹ, và quân đội Sài Gòn cũng vẫn thực chất là quân đội tay sai cho Mỹ. Vậy thì theo luật sư Lê Công Định, cái sự khác biệt đó gọi như vậy thì có cái giá trị gì? Tôi nghĩ là những sử gia thì bao giờ cũng phải có một cái chuẩn mực nghề nghiệp của mình, đó là sự độc lập. Độc lập ở đây là thể hiện ở cái sách sử mà mình viết ra, cái cách dùng từ, cái quan điểm, cái đánh giá, nhận xét của mình đều không thể bị sự chi phối của bất kỳ thế lực chính trị nào, dù là thế lực chính trị đang cầm quyền hay một thế lực chính trị thất bại. Chúng ta thấy rằng là 42 năm qua, tất cả các nhà viết sử Việt Nam đều dùng một cách gọi hoàn toàn giống như nhà cầm quyền áp đặt,
đó là ngụy quân ngụy quyền để ám chỉ chính quyền của quân đội Sài Gòn. Thì việc ngày nay trong cái bộ sách sử mới họ dùng lại những cái tên gọi chính thức của chính quyền miền Nam lúc đó là Việt Nam Cộng Hòa, và gọi quân đội của Việt Nam Cộng Hòa chứ không gọi là ngụy quân nữa, thì tôi nghĩ rằng là đó là một dấu hiệu tốt xét về phương diện sử học, là bởi vì các nhà viết sử tỏ ra công tâm và độc lập hơn chứ không còn chịu cái sự áp đặt về tư tưởng từ phía chính quyền. Tuy nhiên cái nhận định của họ như anh vừa nói là chính quyền Sài Gòn vẫn là chính quyền tay sai của Mỹ, quân đội Sài Gòn vẫn là quân đội đánh thuê của Hoa Kỳ, thì tất cả những cách gọi đó và cái nhận định đó tôi cho rằng là vẫn chưa thể hiện sự độc lập và vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những áp lực về chính trị từ phía nhà cầm quyền. Đó là một điều đáng tiếc trong tư cách của một sử gia khi chấp bút làm bộ sử lớn sử dụng chính thức trong vấn đề giáo dục và vấn đề nghiên cứu mà lại tiếp tục chịu sự áp lực về chính trị trong nhận định của mình thì rất là đáng tiếc. Nhưng chúng ta ở đây cần phải xác định rõ rằng là bộ sách lịch sử này chắc chắn phải có cái sự bật đèn xanh của giới lãnh đạo chính trị ở Hà Nội thì nó mới được chấp nhận cho ấn hành với cái cách gọi về chính quyền miền Nam đúng với danh xưng trước đây của nó. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu một điều rằng dù cho có sự bật đèn xanh chấp nhận như vậy, điều đó không có nghĩa rằng là sự công nhận của chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với Việt Nam Cộng hòa trước đây. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái sự công nhận đó có hay không cũng chỉ là vấn đề chính trị mà thôi, chứ nó hoàn toàn không có một cái giá trị pháp lý nào. Bởi vì rất là đơn giản là Việt Nam Cộng hòa đã không còn tồn tại nữa, thì xét về trên phương diện pháp lý thì công nhận đó là vô nghĩa. Chỉ có sự công nhận chính trị ở đây nó thay đổi cái mặc cảm, cái tâm lý của những nhà lãnh đạo của bên thắng cuộc đối với bên thua cuộc mà thôi. Và do đó nó chỉ làm cho người ta nhìn vào thiên hạ, nhìn vào dư luận, nhìn vào để xem cái tâm thế, cái đẳng cấp của một giới lãnh đạo thắng cuộc như thế nào mà thôi. Chứ còn xét về phương diện pháp lý như tôi đã nói, bởi vì Việt Nam Cộng Hòa đã không còn tồn tại hơn 42 năm nay rồi, cho nên cái việc công nhận hay không hoàn toàn vô nghĩa. Thì theo luật sư Lê Công Định, một bộ sử rất khách quan, nó đúng thực trạng của giai đoạn Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 phải như thế nào cho nó thực xác ạ? Tôi nghĩ rằng là một xét về các cái chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực về nghề nghiệp trong cái vấn đề viết sử thì những nhà viết sử trước hết họ phải hoàn toàn độc lập, họ phải đọc lại toàn bộ các cái tài liệu liên quan đến cuộc chiến, đến cái cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào Việt Nam vào thời điểm đó và tại sao, nguyên nhân nào có cái sự can thiệp như vậy và nguồn gốc của cuộc chiến ra sao, thì họ phải viết với tất cả sự công tâm dựa trên sự hiểu biết và những gì họ đọc được từ trong các cái sử liệu, chứ không phải họ viết với một cái áp lực chính trị rằng là phải viết theo bên thắng cuộc, phải viết theo cường quyền. Điều đó thì hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với vấn đề viết sử. Và từ xưa đến giờ chúng ta biết rằng là giới sử gia chỉ có ở những nước phong kiến khi mà vua luôn luôn là tìm mọi cách gọi những cái bên mà thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực trước đó là ngụy. Chúng ta nhìn lại lịch sử tranh chấp giữa nhà Nguyễn với Tây Sơn thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là sau khi chú Nguyễn Ánh thắng trận và lập nên vương triều Nguyễn thì toàn bộ các cái sử sách của Triều Nguyễn về sau viết về cuộc tranh chấp với Tây Sơn đó đều gọi Tây Sơn là ngụy cả. Và cái cách gọi như vậy nó chỉ có ở trong cái giới viết sử thời phong kiến mà thôi. Trong đó có một ông vua, ông hoàng đế chỉ đạo phải viết theo cái cách mà ông ta muốn
để thuận lợi cho cái dòng họ, cho cái sự cai trị của triều đại đó mà thôi. Còn bây giờ đây là một cái thời đại dân chủ, nơi mà những nhà viết sử hoàn toàn độc lập và không chịu áp lực chính trị, không có nhận những cái ân huệ ban phát nào từ vua chúa cả, cho nên rằng là họ chỉ có một sự công tâm để viết sử mà thôi. Còn nếu họ không công tâm thì họ bẻ ngòi bút và họ đi về hưu cho rồi, hoặc là chuyển làm nghề khác. Việc gì phải viết sử mà phải viết những cái lời dối trá và viết theo cái áp lực hoặc là đặt hàng của cường quyền. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là trong cái xã hội hiện đại, tạm gọi rằng là chúng ta biết được những cái khái niệm, những ánh sáng về dân chủ của phương Tây đó, nhưng cái lối viết sử vẫn rập khuôn giống y như cái thời phong kiến, tức là vẫn gọi đối phương là ngụy, không công nhận đối phương, cho nên là phải dùng những cái lời lẽ mạt sát, rất là mạt hạn dùng ở trong sử sách. Và nói thật là những người công tâm người ta đọc vào các cái bộ sử như vậy, người ta không khỏi mỉm cười trước một cái gọi là sử học của một cái hệ thống, một cái chế độ chính trị. Xin cảm ơn luật sư Lê Công Định ạ. Dạ.